Xin chào các bạn, tôi là Tân. Và trong video này tôi sẽ giúp bạn hiểu được tại sao từ nào giờ mình dành rất nhiều thời gian đi học tiếng Anh nhưng mà vẫn không thể nào nghe nói bằng tiếng Anh được. Nếu như bạn đang học tiếng Anh hoặc là có ý định học tiếng Anh thì tôi tin rằng bạn nhất định phải xem video này. Nếu như bạn bỏ qua video này thì một năm sau bạn vẫn tiếp tục đi tìm kiếm phương pháp học tiếng Anh và không đạt được kết quả gì cả. Chỉ cần bạn bỏ vài phút cho video này, tôi tin chắc chắn rằng bạn sẽ có câu trả lời cho việc học tiếng Anh của mình. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn bạn làm một việc, đó là hãy dừng video này lại và tìm cho mình một tờ giấy và một cây viết. Tại vì những điều tôi sắp chia sẻ đây vô cùng quan trọng, chỉ cần bạn áp dụng nó thôi thì một năm tới bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ với khả năng tiếng Anh của mình. Rồi, nếu như bạn đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tôi chia những lý do khiến cho bạn không sử dụng được tiếng Anh thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm lý do bên trong và nhóm thứ hai là nhóm lý do bên ngoài. Lý do bên trong là những suy nghĩ của các bạn, những niềm tin của các bạn, những suy nghĩ và niềm tin nó đang ngăn cản bạn và làm giới hạn bạn, không cho phép bạn chinh phục được mục tiêu tiếng Anh của mình. Thật ra khi nói về niềm tin và suy nghĩ thì sẽ không có chuyện đúng sai ở đây. Không có suy nghĩ nào là đúng, không có suy nghĩ nào là sai cả. Nhưng bạn phải biết một điều, đó là mỗi suy nghĩ khác nhau, mỗi niềm tin khác nhau sẽ cho các bạn một kết quả khác nhau. Và sau đây là 5 niềm tin đang ngăn cản bạn và khiến cho bạn không thể nào nói được tiếng Anh mặc dù đã cố gắng hết sức mình. Niềm tin thứ nhất, tôi không có thời gian, dạo này tôi quá bận rộn. Nếu như bạn đang nghĩ như vậy thì điều bạn không nhận ra đó là tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày. Mỗi ngày ngân hàng vũ trụ gửi vào trong tài khoản của tất cả chúng ta 24 triệu. Có một số người họ dành số tiền này để mua những kỹ năng cần thiết, những kỹ năng có thể khiến cho họ tự do, hoặc họ dành số tiền này cho sức khỏe của họ, cho những người mà họ yêu thương nhất trong cuộc đời này. Bên cạnh đó cũng có một số người họ dành 24 triệu này để mua những thứ gọi là giải trí như game, quần áo, và họ ưu tiên dành 24 triệu này cho những người luôn luôn đem đến sự khó chịu và sự không thoải mái cho cuộc đời họ. Để rồi đến cuối ngày họ nhận ra họ không còn thời gian cho những thứ giá trị nữa. Họ không còn thời gian để học kỹ năng mới. Họ không còn thời gian cho những người mà họ yêu quý nữa. Họ không còn thời gian để chăm sóc cho chính sức khỏe của họ. Một bài học vô cùng giá trị mà tôi học được từ cuộc sống này đó là nếu như tôi dành thời gian của mình, tôi ưu tiên thời gian của mình cho việc học, cho việc giáo dục và phát triển những kỹ năng cần thiết cho bản thân mình, thì tôi sẽ có thật nhiều thời gian để giải trí. Còn nếu như tôi ưu tiên thời gian của mình cho giải trí thì tôi sẽ không bao giờ có đủ thời gian. Không ai là đối với một số người thì họ không có thời gian để giải trí. Tất cả thời gian của họ dành cho công việc của mình. Họ luôn luôn bận rộn để giải quyết những vấn đề trong công việc. Nhưng dường như càng bận rộn, càng dành nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề thì những vấn đề nó cứ ào ào kéo tới. Một điều mà họ không nhận ra đó là họ cần thêm kỹ năng để giải quyết những vấn đề hiện tại. Nếu như bạn vẫn tiếp tục chặt củi với một cái rìu không được mài dũa kỹ lưỡng thì bạn sẽ không thể nào chặt được nhiều củi được. Bạn cần thời gian để mài dũa cho chiếc rìu của mình, cũng như bạn cần nhiều thời gian để phát triển kỹ năng, để học thêm những kỹ năng mới. Và tôi tin chắc chắn rằng tiếng Anh, ngoại ngữ là một kỹ năng có thể giúp bạn giải quyết thật nhiều vấn đề. Tiếng Anh sẽ cho bạn một cơ hội để thăng tiến trong công việc của mình, và bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình dễ dàng hơn nếu như bạn có thể sử dụng được tiếng Anh. Hãy tưởng tượng điều đó. Tóm lại, điều tôi muốn gửi gắm đến bạn đó là nếu như bạn hiểu được tầm quan trọng và những điều tuyệt vời mà bạn sẽ có nếu như bạn có thể sử dụng được tiếng Anh thì bạn sẽ ưu tiên cho việc học tiếng Anh và luôn luôn có thời gian cho nó. Niềm tin thứ hai đang ngăn cản bạn nói được tiếng Anh đó là tôi ngại giao tiếp. Về việc này thì tôi hoàn toàn đồng cảm với bạn, tại vì tôi cũng đã từng giống như bạn. Tôi đã từng không dám vào những cơ quan nhà nước để công chứng giấy tờ của mình. Và ngại giao tiếp là vấn đề của cả thế giới này, không phải chỉ riêng bạn hay là chỉ riêng tôi, nên nó hoàn toàn bình thường. Vấn đề là nếu chúng ta chấp nhận cái bình thường này, chúng ta sẽ mãi mãi sống một cuộc sống bình thường. Nếu như bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn phải làm khác đi. Bạn phải luyện tập cho kỹ năng tự tin của mình. Tại vì đây là một vấn đề rất quan trọng, nên tôi đã dành cả một video để nói về điều này, để hướng dẫn cho các bạn cách mà bạn có thể luyện tập để rèn luyện sự tự tin của mình. Bạn có thể tìm thấy video đó trong phần mô tả bên dưới video này. Thì một điều tôi muốn nhắc bạn, để kết bạn và kết nối với những người nước ngoài xung quanh bạn thì bạn cần nhiều sự tự tin hơn là kỹ năng tiếng Anh. Tại vì tôi đã từng gặp những người họ không hề nổi tiếng Anh giỏi nhưng mà họ có những người bạn đến từ khắp thế giới này. Bởi vậy, sự tự tin vô cùng quan trọng. Có thể bạn chưa giao tiếp được với người nước ngoài không phải là do kỹ năng tiếng Anh của bạn mà là do bạn thiếu đi sự tự tin. Tư duy thứ ba đang ngăn cản bạn sử dụng tiếng Anh đó là chỉ có những người sống ở Mỹ mới có thể học được tiếng Anh. Tôi ở Việt Nam, tôi không có môi trường, tôi không thể nào học được tiếng Anh. Tôi có hai tin dành cho bạn, một tin vui và một tin không hề vui tí nào cả. Tôi sẽ nói về tin không vui trước.
đó là cho dù bạn sống ở Mỹ, nhưng nếu như bạn không thực sự cố gắng học tiếng Anh thì bạn cũng không thể nào sử dụng được tiếng Anh. Bằng chứng là có rất nhiều người sống ở Mỹ trong một thời gian khá dài nhưng vẫn không thể nào sử dụng được tiếng Anh, tại vì họ chỉ sống trong khu người Việt và chỉ sử dụng tiếng Việt mà thôi. Tin vui cho bạn đó là bạn hoàn toàn có thể tạo ra môi trường tiếng Anh ở tại nhà mình. Trong thời đại công nghệ thì bạn có thể đem cả thế giới về tại nhà mình. Bạn có thể đọc sách bằng tiếng Anh, bạn có thể xem những video bằng tiếng Anh, bạn có thể kết nối với những con người mà họ sử dụng tiếng Anh. Bởi vậy, không có bất kỳ lý do nào mà bạn không thể học tiếng Anh ở Việt Nam được. Tư duy thứ tư đang ngăn cản bạn sử dụng tiếng Anh đó là tôi sẽ tìm và thuê một giáo viên thật giỏi để giúp tôi học tiếng Anh. Bản thân tôi là một giáo viên dạy tiếng Anh, nhưng mà thực sự tôi không có quyền năng để giúp bạn nói được tiếng Anh, cũng như không có bất kỳ một giáo viên nào trên thế giới này có đủ quyền năng để giúp bạn nói được tiếng Anh cả. Tiếng Anh là một kỹ năng và chính bản thân bạn phải tập luyện để có được kỹ năng đó. Giáo viên không thể nào giúp bạn học phát âm, tại vì giáo viên không thể nào dùng tai của mình sửa miệng của bạn để giúp bạn phát âm chuẩn tiếng Anh được. Giáo viên cũng không thể nào giúp bạn luyện nghe tiếng Anh được. Bạn phải tự làm tất cả những điều đó. Tất cả những gì một giáo viên bình thường có thể giúp bạn đó là dạy cho bạn vài từ vựng, và chưa chắc bạn có cơ hội để sử dụng những từ vựng đó. Hoặc là chỉ dạy cho bạn vài cấu trúc ngữ pháp mà bạn chỉ hiểu mơ mơ màng màng mà thôi. Còn một giáo viên giỏi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp và tạo động lực cho bạn để bạn luôn luôn hành động để chinh phục mục tiêu của mình. Nên bản thân tôi nghĩ một giáo viên không có thể làm được gì nhiều cho bạn. Bởi vậy, nếu như bạn thực sự muốn chinh phục tiếng Anh, bạn phải tự bắt đầu và bắt đầu ngay hôm nay. Hãy theo dõi kênh YouTube này, tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để học tiếng Anh tại nhà mình. Tư duy thứ 5 đang ngăn cản bạn sử dụng được tiếng Anh. Không phải lúc này để sau khi ... tôi sẽ học. Cuộc sống luôn vận động và luôn luôn có những chuyện gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Và bản thân tôi luôn tin một điều đó là ngày mai sẽ khó khăn hơn hôm nay nếu như bạn không có những kỹ năng mới. Tại vì xã hội yêu cầu càng nhiều, công ty của bạn yêu cầu ngày càng nhiều, công việc ngày càng nhiều. Nếu như bạn không có cho mình những kỹ năng mới thì bạn sẽ luôn luôn bận rộn. Bởi vậy tôi tin chắc chắn rằng không có thời gian nào thích hợp hơn hôm nay để bạn trang bị cho mình những kiến thức, những kỹ năng mới. Tất nhiên sẽ có những trở ngại, nhưng lời khuyên của tôi đó là hãy dẫm đạp lên những trở ngại. Hãy là một chiến binh và khiến cho cuộc đời này phải sợ hãi bạn và không bao giờ dám chạm vào bạn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, bạn không cần phải có tiền để đi học những trung tâm lớn mới gọi là học. Hãy loại bỏ những việc không quan trọng như TV, Facebook, game, tám chuyện. Và hãy dành thời gian quý giá đó để đầu tư cho tương lai của mình, để đầu tư một kỹ năng có thể giúp bạn tự do trong tương lai. Tôi sẽ gặp bạn trong video tiếp theo nói về 5 nguyên nhân bên ngoài, nó liên quan đến phương pháp học của bạn. Hãy theo dõi kênh YouTube này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn làm thế nào để có được kỹ năng tiếng Anh, làm thế nào để có được tất cả những kỹ năng để giúp cho bạn thực sự có một cuộc đời.